Mùa hai này bom tấn năng ngay trên tay bạn mỗi khi chơi game nóng người là nóng thế làm thế nào để không xem phim bom tấn nữa. Mùa ngày qua tạt nhiệt với mức giá chỉ 349 000 ngoài ra còn giảm giá lên đến 10% nhanh lên số lượng của hạn. Còn có đúng 40 cái rồi đấy. iPad của Apple không bao giờ làm được như thế này. Các bạn thấy sợ chưa? Này, bạn muốn treo lên tường gì? Chỉ bằng một cái móc mà thôi. Đó. Bạn muốn dựng lên cũng chỉ cần là như thế này. Đó. Đảm bảo với các bạn không một máy tính bảng khác làm được. Chú Tú Em muốn xem phim, để cái máy này lên xem phim cho anh Ui giời ơi, cùi bắp Em xoay cái máy này đứng lên cho anh cho nào ừ. Ui giời ơi, các bạn thấy thất bại của tạo hóa Và hôm nay tôi sẽ trên tay chiếc máy tính bảng 12 triệu Snapdragon 870 Cực kỳ ngon 4 loa JBL mà hơn nữa Là nó có thể làm những cái điều mà không máy tính bảng nào khác có thể làm được Rồi Hôm nay tôi đã muốn đem cho các bạn một mẫu máy tính bảng là có cái tên Yoga của Lenovo và cái tên Yoga này thì đã xuất hiện trong các video review trên kênh Vivo Studio như nó là laptop, nó là tablet và đặc biệt là đối với phiên bản này thì khác hoàn toàn đó là nó sẽ có một cái chân đế ở phía sau như các bạn sẽ nhìn thấy ở đây cái chân đế này thì đóng rất nhiều vai trò thứ nhất là nó có thể làm kickstand giống như cái cách mà Microsoft đã từng làm với máy tính bảng của họ khi các bạn có thể để như thế này và các bạn điều chỉnh các cái góc sao cho phù hợp với lại cái tầm nhìn của mình thấy không? rất là tuyệt vời luôn và trong trường hợp nếu các bạn dùng ngược lại thì nó sẽ giúp chúng ta là có một cái độ nghiêng để gõ bàn phím ở trên này một cách tốt hơn tuyệt vời hơn quả là một cái thiết kế hết sức là thông minh và cái phần đế dày và có cầm như này các bạn thấy những cái lỗ lấy cảm ứng từ mặt mình ở đây đó chính là loa Đấy. loa JBL được chia ra hai bên và nó sẽ có công suất là 2,5 và cũng như là 2W tổng lại là 4,5W và cho chất lượng âm thanh rất to nhưng nghe thì khá chán nói chung là loa ở đây trên các mẫu tablet của Lenovo không được mình đánh giá cao về chất âm nhưng độ to mồm thì khỏi phải bàn. Chiếc máy tính bảng này cũng đặc biệt là có thể phục vụ công việc cho mọi người rất tuyệt vời. Các bạn hãy nhìn cái cách chúng ta mở lên là PC mode. Và ở đây mình có thể mở rất nhanh như là từ các cái trình duyệt mình mở market, các cái app mà nó có thể hoạt động hoàn toàn là độc lập với nhau, không có bị đụng và xen kẽ. Mình thậm chí có thể vừa xem YouTube và vừa xem TikTok có thể phát ra âm thanh được cả hai cái này và nó không có bị dừng lại luôn, rất là tuyệt vời. Đây các bạn nhìn thấy là mình đang lướt web uh, xem tin tức ở trên uh, vật vờ studio Đây là website bọn mình em có thể vào đọc thấy không Nó sẽ có giao diện của desktop khi mà mình co lại thì nó sẽ có giao diện của mobile mọi thứ hoạt động rất mượt và cũng như là linh hoạt bởi vì cái cấu hình của sản phẩm này như các bạn đã thấy là mình chia sẻ từ đầu là sử dụng Snapdragon đó chính là 870 nó còn có chúng ta trang bị như là bộ nhớ trong là 256GB và RAM của nó là 8GB đây là phiên bản cơ bản nhất với mức giá là hơn 12 triệu đồng tất nhiên sản phẩm này thì sẽ không bán chính hãng tại Việt Nam và cảm ơn Distore đã cho mình mượn sản phẩm để trên tay cũng như là đánh giá nhanh cho các bạn. Thế nhưng chúng ta sẽ còn có thêm một cái điểm rất thú vị nữa là bên cạnh trái ở cái phần đế của nó thì sẽ có một cái cổng gọi là micro HDMI. Với cổng micro HDMI này nó sẽ hoạt động như là một màn hình phụ thứ hai. Khi chúng ta cắm vào thì lập tức nó sẽ hiển thị hình ảnh từ trên laptop và cũng như là những thiết bị khác như là Nintendo Switch để các bạn thể chơi game trên màn hình này lớn hơn. Thì anh em thấy là khi chúng ta cắm laptop vào đây, đó, không có cái gì cả bởi vì tính năng này éo sao không chạy được không biết có một cách nào không thôi thì hy uh, vọng sắp tới mà có mua được con này thì mình sẽ test cho các bạn nhá cho còn đây chỉ là giới thiệu nhà xuất của mình chưa dùng được có thể là phần mềm chưa nâng cấp hay mình chưa tìm hiểu ra vì mình chỉ mượn để mở hộp nhanh cho các bạn và cũng như xem thử qua thôi bỏ qua cái đấy thì bên cạnh phải còn lại sẽ có một cái cổng sạc là usb không có gì phải bàn cãi ở đây cả và đặc biệt là nó sẽ có những cái phím nguồn tăng giảm lượng ở bên hông khiến cho nhiều người uh, hơi bị lạ trong lần đầu sử dụng nó một trong những tính năng mà mình rất yêu thích Các bạn thấy là đây là màn hình khi mà chúng ta khóa Mình chỉ cần lại gần Ngay lập tức màn hình sẽ tự động sáng lên Để mua lại một lần nữa cho các bạn xem Đây là màn hình đang khóa và khi mà mình lại gần đó Thì với sử dụng camera trước nó sẽ tự động biết là chúng ta đang nhìn vào màn hình Và nó hoạt động ngầm để giúp cho mọi người có thể mở được cái máy tính bảng này quá tiện lợi luôn Và không có trang bị cảm biến vân tay đâu, chỉ có mở khóa gương mặt 2D Thế sợ tốn pin không? Đừng lo, vì pin con này là hơn 10.000 10 thỏ cơ Và các bạn có thể sử dụng là xem phim liên tục trong vòng khoảng 13 giờ đồng hồ rõ ràng đây là thử lượng pin cực kỳ trâu và về chất lượng hiển thị màn hình thì sao thứ nhất là về cái viền thì mình thấy rằng là không quá dày hai bên viền móng cầm và trán của nó đều ok không tệ một chút nào và màn hình hiển thị của nó thì sử dụng công nghệ đó là IPS thôi và các ừ. bạn sẽ thấy ở đây là những cái cuồng thâm đen xuất hiện xung quanh màn hình và mình cũng nhận ra đó là cái chất lượng của nó thì ở mức hạ chứ không được đánh giá cao ở màn hình này của chúng ta thì cũng không có tần số quét cao độ phân giải thiên nhà xuất ở kia ở đây là 2K ở trên một kích thước như vậy thì độ sắc nét vẫn có nhưng tất nhiên về chất lượng hình ảnh thì mình cho rằng là nó không tốt bằng iPad cũng không tốt bằng Samsung Galaxy Tab, nhưng mà với giá tiền này thì với những cái chiếc iPad hay là những chiếc Galaxy Tab thì các bạn mua sẽ khá là cùi. Nên anh em không thể đặt bằng cân với nhau. Như thế để qua video này mình đã mở hộp và cũng như là trên tay cho các bạn. Sợ chưa? Một chiếc máy tính bảng mà có thể sử dụng rất nhiều các mục đích và cũng như là các cái tư thế sử dụng phù hợp cho nhau. Các bạn có thể là treo ở tường để các bạn vừa rửa bát, các bạn vừa xem video và các bạn có thể để trên bàn để các bạn làm việc như thế này khi bạn cần gõ bàn phím thì các bạn có thể để ngược chiều lại xoay như thế này gõ bàn phím cho chúng ta rồi cũng rất là thú vị đúng không thôi các bạn nghĩ sao chỉ hơn 12 triệu đồng cho một chiếc máy tính bảng mạnh mẽ về cấu hình cũng như trải nghiệm đục lại hãy comment ngay xuống bên dưới còn nếu không thì các bạn thể mua những mẫu như là máy tính bảng phiên bản như là cũng pad plus nó này thì dương râu cũng đã mở hộp và cũng như trên tay cho chúng ta rồi à quên rương công nghệ chứ và hẹn anh em trong các video lần sau